Hôm qua, Bộ Nhập cư Hy Lạp cho biết nước này đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hơn 150.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại khu vực biên giới trên biển và trên đất liền từ đầu năm 2022. Trong một thông báo, Bộ trên cho biết là từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã ngăn chặn gần 155.000 người di cư bất hợp pháp, trong đó riêng tháng 8 có khoảng 50.000 người tìm cách xâm nhập bằng đường bộ và đường biển. Để đối phó với tình trạng này, chính phủ Hy Lạp đã công bố các kế hoạch kéo dài thêm 80 km bức tường dọc biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ, đoạn ven sông Evos, nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp. Ngoài ra, Hy Lạp cũng sẽ lắp đặt thêm các nhiều camera cảm biến nhiệt và triển khai thêm nhiều binh sĩ canh phòng. Trong khi đó, cùng ngày, thì lực lượng an ninh bờ biển Pháp cho biết là trong vòng 24 giờ qua đã phát hiện và ngăn chặn gần 190 người di cư trái phép trên eo biển Manche giữa nước này và Anh. Eo biển Manche là một trong những tuyến đường vận tải đông đúc nhất thế giới và hoạt động vượt biên qua đường biển này diễn ra rất nguy hiểm. Bộ Nội vụ Pháp ước tính trong 6 tháng đầu năm nay có khoảng 20.000 người đã cố gắng vượt biển, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.